Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Và trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố, cũng như em sẽ đi qua khu vực của con đường Nguyễn Trãi ngày nay. Năm xưa nó là con đường Phước Hải. Ở phía trước màn hình quý vị là con đường Nguyễn Trãi ngày nay nè, nằm mé bên hông của nhà thờ núi, nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua. Thì em sẽ đi qua con đường Nguyễn Trãi đó, rồi sẽ đi qua khu vực của khu Vườn Lao năm xưa, rồi sẽ đi xuống hướng Bình Tân quý vị. Hiện tại em đang đứng ngay vị trí này, đó là vòng xoay ngã 6. Vòng xoay ngã 6 này là giao giữa các con đường như Thái Nguyên, đại lộ Gia Long năm xưa, con đường Lê Thành Phương bên kia, trước nó là con đường nhà thờ và con đường Lý Thánh Tôn, tiếp theo đó là con đường Lý Tự Trọng, năm xưa là con đường Bá Đa Lộc, hướng đi thẳng xuống khu vực của biển. Và còn bên kia là con đường Lê Thánh Tôn, cũng là hướng đi xuống biển, xuống khu vực ngay vị trí tháp Trầm Hương, và đi qua vòng xoay của ngã 7. Và ngay chỗ này là con đường Nguyễn Trãi, năm xưa là con đường Phước Hải, và bên cạnh nó là một con đường, đó là đường núi 1. Video này em thực hiện được hôm nay là vào buổi chiều ngày 6 tháng 12 năm 2023 vậy. Một buổi chiều trời âm u, không có nắng, cảm giác hơi buồn buồn và cũng khá là mát mẻ. Khách du lịch họ đang đi dạo này, các vị khách Hàn Quốc, Trung Quốc, và bên khu vực của nhà thờ núi họ đang làm hang động này quý vị, đang làm hang động cũng như là chuẩn bị trang trí cho Noel, Giáng sinh. Trời như ngày nay là âm u nguyên ngày luôn các bạn, không có nắng luôn á, mây đen nhiều. Ít gió lắm, không có gió lắm. Thời tiết buồn buồn nhưng mà cũng khá là mát mẻ. Rồi đây mà nếu như đi dạo thì cũng tuyệt vời vậy. Và trước hình của cô chú chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường Nguyễn Trãi. Năm xưa là con đường Phước Hải, bây giờ nó là con đường một chiều vậy, hướng từ vòng xoay của ngã 6 đi vào. Từ vòng xoay ngã 6 đi vào đầu đường thì có rất là nhiều những cái shop bán hoa. Rồi dọc đây là những shop bán giày, dép, rồi quần, áo. Đặc biệt khi đi trên con đường này là hai bên là những cái cửa hàng bán quần áo rất là nhiều. Những shop nam nữ, thời trang đủ các loại. Cái góc này là đường Đề Bô. Còn đi trái là đường Huỳnh Thúc Kháng, hướng qua cột của chợ Xóm Mới. Ngay vị trí này bên tay trái vì là con đường Võ Trứ đó. Võ Trứ năm xưa nó lại là con đường Nguyễn Trãi. Còn con đường Nguyễn Trãi ngày nay thì năm xưa nó lại là đường Phước Hải. Ở chỗ này có một tiệm cơm tấm. Còn rất là nhiều những shop quần áo. Mùa này mùa đông các shop quần áo họ lại có những bộ đồ để bày bán kiểu mùa đông, áo khoác hoặc là áo len.
tay là con đường Lạc Long Quân bên tay phải quý vị, và đường Hồng Bàng là bên tay trái, hướng đi qua con đường Ngô Gia Tự, con đường Nguyễn Hoàng năm xưa. Ở đây dọc đây có những cửa hàng họ cũng trang trí cây thông, rồi có trang trí hang đá nữa quý vị. Còn này bên tay phải quý vị là ngôi trường trung học cơ sở Âu Cơ. Này là đường Âu Cơ nè, gần với trường trung học cơ sở Âu Cơ là đường Âu Cơ, và ngay góc đường Âu Cơ với những trải là một cái đền thờ, đó là đền thờ Đức Trần Hưng Đạo vậy. Đây là cái đền thờ Đức Trần Văn Đạo, Trần Hưng Đạo, nó là một cái di tích lịch sử văn hóa, nằm ở số 124 của đường những trải ngày nay. Đây là đường An Dương Vương bên tay phải, và bên tay trái là đường Nguyễn Hữu Huân, năm xưa nó là con đường Phủ Khô Hưng. Và phía trước hình quý vị là ngã năm Phù Đổng, ngay vị trí này là giao giữa con đường Phù Đổng, phía trước là Phù Đổng Thiên Vương, đường Trần Nhật Duật, đường Thi Sách. Còn bên tay phải là con đường Cao Bắc Quát, con đường Cao Bắc Quát năm xưa nó là đường Thoại Ngọc Hầu. Bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường Thoại Ngọc Hầu năm xưa nhé. Con đường này nó chỉ có một đoạn ngắn thôi, thì nó từ vị trí này di chuyển lên, nó giao lại với đường Lê Hồng Phong ngày nay. Đường Lê Hồng Phong thì năm xưa nó là con đường Ngữ Gia, và sau này thì nó là đường tỉnh lộ 4. Đường này nó hẹp nhưng mà xe lưu thông cũng rất là nhiều, và hai bên là các cửa hàng kinh doanh buôn bán. Có cả món vịt, món ốc, rồi các quán rượu, các quán cà phê. Đây, đoạn này quán cà phê nè, cũng thoáng đi, và các cái tiệm điện nè. Con đường này nó đã hẹp rồi, xe ô tô mà đậu ở phía trước một bên nữa là nó hơi chật chội đi. Dạ, phía trước hình của quý vị các bạn là giao lại với con đường Cao Bắc Quát và con đường Lê Hồng Phong ngày nay. Năm xưa là ngay chỗ này là giao giữa con đường Thoại Ngọc Hầu và con đường Lữ Gia. Ở vị trí này có một chị bán chè nè, chè đá, chè đậu đen, đậu xanh. Ngay chỗ này hình như là thì em cũng theo thông tin một số cô chú anh chị cho, thì trước năm xưa thì ngay vị trí này là gọi là cái khu quân lao nữa, thì khu quân lao trước nằm ở đây, bây giờ là nó tổ dân phố văn hóa Âu Cơ 1 của phường Phúc Tân. Và qua bên kia là con đường Tố Hữu và siêu thị Comart bây giờ. Thì bên đó thì cũng có một số cô chú cho thì thông tin là bên đó là năm xưa là chưa có con đường Tố Hữu, thì lúc trước ngay vị trí đó là một cái trại lính, còn bên đây là cái quân lao. Bây giờ thì khu vực chỗ này là nó có một cái công viên nhỏ nhỏ, nó khuôn viên, gọi là khuôn viên nhỏ nhỏ thôi. Và đây là cái tổ dân phố văn hóa Âu Cơ 1. Để em đi một vòng vào bên trong này thử nha quý vị. Này nó là một cái hẻm, gọi là hẻm 26 của đường Cao Bắc Quát ngày nay.
đường bê tông và cũng có hệ thống thoát nước. Một nhà dân cư ở kín hết rồi. Và nhà ở đây em thấy họ xây cao ghê rồi. Số 26. Như hẻm này nó đi vòng tròn luôn rồi. Đây cũng còn một số căn nhà cũ hồi xưa đấy mình. Căn nhà cấp 4 kiểu năm xưa. Bên cạnh đó là những căn nhà mới sau này. Đang xây dựng tiếp. Bên này có vẻ nó rộng hơn, mé bên này rộng hơn, cũng là hẻm số 26 luôn, đường Cao Bắc Quát, số này đang tăng lần, đó. Hồi nãy em vào là đường số nhỏ, -40. Cũng có văn phòng công ty rồi nữa, cái này người ta gọi là khu quân lao năm xưa hả? Đó là theo một số cô chú cho thông tin. Bây giờ nó nằm ngay góc của đường Cao Bắc Quát và con đường Lê Hồng Phong. Bên ngoài kia là con đường Lê Hồng Phong. Đây là những hình ảnh của đường Cao Bắc Quát này. Đây là những hình ảnh của con đường Lữ Gia năm xưa, hướng này đi thẳng là sẽ lên vòng xoay Mão Vòng này quý vị. Và ngay vị trí này là bây giờ là cái góc ngã ba của đường Tố Hữu, bên kia là con đường Tố Hữu và con đường này đó là con đường Lữ Gia năm xưa, giờ là Lê Hồng Phong. Ngay vị trí này bây giờ là một cái siêu thị Co-Mart. Thì theo một số cô chú cho em thông tin thì đối diện với quân lao là ngày xưa là cái đại lính, bây giờ là siêu thị Co-Mart. Lúc xưa thì là cái đại lính nó nằm ngay vị trí của chỗ này. Thì không biết thông tin này là chính xác hay không, thì nếu cô chú thì các bạn nào mà có thể xem được cái video này thì cho em xin thêm thông tin nha. Dạ, em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Để em đi quần xuống ghi một đoạn quần lại nha. Đây, chỗ này là một cái hãng xe Ford, hãng ô tô rất là lớn, đối diện với siêu thị Co-Mart luôn. Và tới ngay vị trí này là một cái cây xăng dầu của quân đội luôn, xăng dầu Mibeco của quân đội. Hướng này là đi lên lại Mão Vọng vậy, ngay góc này là giao giữa đường Âu Cơ và con đường Nguyễn Thanh. Giờ để em đi quần lại. Trời có vẻ như rắc rắc nhỏ hạt rồi, không mưa nữa rồi. Đó, hướng này là sẽ đi xuống Bình Tân này vậy. Cây thông Noel, cây thông Noel của siêu thị Co-Mart rất là lớn luôn, mỗi năm đều có cây thông lớn như thế này. Ở khu vực đây thì năm xưa là khu trại lính, đối diện với khu quân lao bên kia.
Ở đây thì theo thông tin của một chú cho thì trước nó chưa có con đường tối hữu này đâu. Đây là con đường tối hữu này anh chị. Con đường tối hữu bây giờ đi lên khu vực của khu đô thị Vincent Phước Hải, cũng như hướng bây giờ là đi lên đại lộ Quảng Giáp hướng lên Viên Thánh. Năm xưa khu vực này là chưa có con đường này. Diện tích đất ở đây bây giờ cũng rất là rộng. Bên siêu thị Co-op-mart thì bên kia là một cây xăng nữa. Rồi cũng có hình như bãi đỗ xe nữa. Khu vực này rất rộng luôn. Có thể lúc trước năm xưa thì ở đây có thể là một cái trại lính rồi đó. Nó rất rộng như thế này. Có mấy cái mặt bằng rất là rộng luôn, bây giờ hình như cũng ngừng kinh doanh luôn rồi. Mấy mặt bằng đây là vị trí đắc địa không à, ngay góc ngã tư con đường lớn nữa. Đây, mấy bên kia là con đường hầu năm xưa đó, bây giờ là đường Cao Bá Quát đó vậy. Chỗ đó bây giờ là một cái khuôn viên nhỏ nhỏ thôi. Thì theo thông tin của cô chú cho thì lúc trước ngay vị trí đó là cái khu dân lao. Đây cũng còn những cái căn nhà cũ hồi xưa này. Bây giờ di chuyển theo hướng này trên con đường Lê Hồng Phong. Hướng này là hướng đi xuống Bình Tân, đồng thời cũng là hướng đi xuống khu vực của phi trường cũ năm xưa. Bây giờ thì nó thành một cái khu đô thị sân bay rất là đẹp. Này là trạm y tế phường Phước Hải nè, cũng như là bên cạnh trạm y tế là một cái ủy ban của phường Phước Hải. Thì lúc trước ngay vị trí này là có một cái đền gọi là cái đền Khổng Tử đâu vậy, bây giờ là nó nằm thuộc trong khuôn viên của ban của phường Phước Hải sao á. Tổ dân phố số 2 Phước Toàn Đông. Và ngay vị trí này là ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền. Đây là ngôi trường Nguyễn Hiền ở 38A Lê Hồng Phong thuộc phường Phước Hải của Nha Trang ngày nay. Bên cạnh ngôi trường này đó là ngôi chùa, đó là chùa Giác Hải nè. Bên kia là con đường Hồ Xuân Hương giao với Lê Hồng Phong. Bên cạnh ngôi chùa Giác Hải, đối diện ngôi chùa Giác Hải là ngôi trường là con đường Hồ Xuân Hương hướng đi qua khu vực của xóm mới thì cũng như là đi qua chợ xóm mới. Bên cạnh Giác Hải này, chùa Giác Hải này là một cái ni viện Diệu Quang, cái ni viện Diệu Quang nữa đó. Khuôn viên rất là rộng và yên tĩnh, bên trong là trồng cây sứ nhiều, hoa sứ. Đối diện xéo xéo qua là ngôi trường, đó là trường tiểu học Phước Hòa 2. Bên kia đường và đoạn ngay chỗ này là bên tay phải vì là con đường Nguyễn Cảnh Trân, là một trong những con đường cũng hướng đi qua con đường Đồng Nai qua chợ Phước Hải. À,
ngay vị trí này là đường Hậu Giang này, cũng là hướng đi qua chợ Phước Hải nè. Tiếp theo chỗ này là con đường Đông Hồ, nó bị những tấm bạc che luôn. Và đây là con đường Tiền Giang bên tay phải, cũng là hướng vào chợ và qua, có thể đi qua con đường Đồng Nai. Và góc này là ngã ba của đường Cửu Long. Đường Cửu Long là con đường nối dài là con đường Ngô Gia Tự, nhà thờ giáo xứ Phúc Hòa. Đối diện với nhà thờ giáo xứ Phúc Hòa là con đường Phùng Thắc Con bên tay trái vậy ạ. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú các bạn tiếp tục di chuyển hướng này là đi xuống Bình Tân, cũng như là hướng đi xuống phi trường cũ năm xưa. Đoạn này rẽ bên tay phải là đi qua con đường Phong Châu. Con đường Phong Châu hướng đi qua Đồng Bò. Của cô chú anh chị bạn là ngã ba của đường Lê Hồng Phong này với con đường Vân Đồn. Để qua đường Vân Đồn là hướng nối dài đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai là hướng xuống biển. Nguyễn Thị Minh Khai năm xưa nó là con đường Hàm Nghi. Trời có vẻ như mưa nữa rồi, đang đắt rắc nhỏ hạt. Trước màn hình quý vị á, mấy bên kia á, đó, phía trước nó là phi trường cũ đây. Phi trường cũ bây giờ là khu đô thị sân bay rồi. Đi sâu vào bên trong đó là họ rào hết lại rồi quý vị. Chỉ có thấy được cái đoạn này ở mé bên con đường Lê Hồng Phong thôi, hướng đi xuống Bình Tân. Nó chạy dọc đoạn này là bên tay trái vị là sân bay năm xưa. Bây giờ nó thành khu đô thị sân bay rồi. Và quý vị đó là những cái bãi cỏ đập trống đó là đi hướng đi vào sân bay cũ nè. Nhưng mà khu đô thị sân bay này mà nó hình thành đường đồ thông với nhau là chắc chắn sẽ có một con đường chính sẽ thông ra ngay vị trí của con đường Lê Hồng Phong này. Nếu như mà thông nó đi từ đây đi thẳng luôn quý vị, theo hướng này, hướng camera này là sẽ ra giao lại với con đường Trần Phú, con đường biển rất là gần luôn đó. Dạ, mời cô chú chàng đi tiếp xuống khu vực Bình Tân nha, xuống phía dưới kia nữa.
Phong này ngày nay thì buôn bán kinh doanh nhộn nhịp lắm. Con đường này là chuyên vật liệu xây dựng gạch, đồ gỗ, nội thất. Còn ăn uống thì cũng có nhưng mà ít lắm, một vài cái quán thôi. Đa số người ta bán buôn ban ngày, ban đêm thì đi trên con đường này nó rất là vắng. Này là công ty cổ phần hải sản Nha Trang, số mới 456, số cũ là 194. Đây không, cô chú chị bạn di chuyển thẳng là sẽ đi xuống giao với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, rồi có thể đi qua khu cầu Bình Tân hướng đi sân bay Cam Ranh trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Bên tay trái vì là cũng có một cái cây xăng gọi là đây, có một cây xăng nữa, cây xăng này là cây xăng của quân đội luôn. Và chạy dọc phía sau này hình như là cũng là của doanh trại quân đội á. Đây là cây xăng số 45. Bên trong đó là cái bãi đổ xe, thấy có xe đi vào. Đây khoảng địa chỉ 287 Lê Hồng Phong, Nha Trang. Cây xăng số 45. Cây xăng ngừng hoạt động rồi. Ngay vị trí này quý vị có thể rẽ qua con đường số 2 bên tay phải vị, hướng qua khu đô thị Phước Long. Bây giờ mời cô chú và bạn rẽ qua con đường này. Đây là con đường Cao Xuân Huy. Đây khu vực này hình như nó cũng gần với sân bay nè quý vị. Nó hướng này nếu đi thẳng vô bên trong kia là cũng là khu vực của sân bay á. Phía từ xa là thấy được những cái tòa nhà cao tầng mé bên con đường Trần Phú nè. Và ở đây thì cũng có thể là những cái doanh trại quân đội vào xung quanh hết á. Cạnh đây là nhà dân cũng nhiều. Này là nó thuộc cái hẻm số
305 của đường Lê Hồng Phong. Ở khu vực này quá là yên tĩnh luôn vậy, đường rất rộng luôn. Cái đường là đường Nguyễn Thị Định. Đây là số 603D Nguyễn Thị Định. Và ra đây là Nguyễn Quyết Xuân này, giao với Nguyễn Thị Định bên tay phải là hướng ra lại con đường Lê Hồng Phong. Thì dọc khu vực đây bên tay trái vì là sát với khu sân bay luôn á. Đây là những ảnh của con đường Nguyễn Văn Bảy nè. Wow, con đường Nguyễn Thị Định này quá đẹp luôn vậy rồi. Rất là rộng rãi, thông thoáng. Nhà dân cư ở đây rất là đẹp. Ở vực này là quá là thoáng mát luôn. Vừa thoáng vừa yên tĩnh nữa. Bế Văn Đàn. Ở đây có một ngôi chợ gọi là ngôi chợ Ô Sinh. Di chuyển thẳng theo hướng này là quý vị sẽ ra giao lại với con đường Lê Hồng Phong. Bế Văn Đàn này là nó là con đường là bê tông nhưng rất rộng. Ở chợ Ô Sinh này thì nó nhỏ nhỏ thôi, vì nó xíu thôi à, chủ yếu bán mà hàng thiết yếu này. Không biết vì sao nó có một cái tên gọi là tên chợ Ô Sinh. Cây giờ này trái cây với rau củ quả buổi chiều. Chạy dọc đây là những cái tường rào nè. Phía ngoài kia là hình như là sát với khu sân bay luôn á. Xuân Thiều giao với Nguyễn Thị Định. Đó, các cái con đường này đều ra đường Lê Hồng Phong. Và đây là Phan Như Cẩn. Còn bên kia có hấp tóc vỉa hè này, dưới những cái tán cây mùn. Wow, chỗ này có ngõ ra không? Con đường Nguyễn Thị Định tới đây là nó bị cắt rồi. Và tiếp tục Nguyễn Thị Định là cái đoạn phía dưới kia nữa, vì phải đi quần ra Lê Hồng Phong, đi quần xuống nữa thì sẽ có con đường Nguyễn Thị Định đi tiếp, kết nối qua con đường Hồng Diệu, qua khu vực của chợ Bình Tân nữa. Đây thì cũng các con đường nó cũng ngã tư đường nhiều lắm, thông với nhau hết đó. Có Nguyễn Thị Định ra tới đây là hết rồi. Con đường rất là đẹp, rộng, thoáng, yên tĩnh. Rồi, chúc mừng vì đây là đường Lê Hồng Phong. Di chuyển bên tay phải là hướng đi lên lại vòng xoay Mão Vòng. Đi hướng này là lên trở lại vòng xoay Mão Vòng đi. Bên tay trái là hướng đi để hướng này
là sẽ đi xuống giao với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, là hướng đi qua cầu Bình Tân cũng như là hướng đi sân bay Cam Ranh. Ở đây có nhiều cơ sở bán đồ mỏ thấp, đồ gỗ luôn, chạy dọc lộ này nè. Đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.